Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta quay lại với một cái kiến thức mới. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết 6 cái website mà giúp cho các bạn có thể là không cần dùng phần mềm cài vào máy tính mà chỉ cần một đường truyền internet và trình duyệt web thì các bạn có thể chỉnh sửa trực tuyến ngay trên trang web đó, và đó là một cái công cụ rất là hữu ích cho các bạn. Và những cái thao tác để chỉnh sửa hình thì cũng rất là đơn giản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 cái website trực tuyến mà được coi là tốt nhất, có thể là được coi là tốt nhất hiện nay. Và vì sao được gọi là tốt nhất? Vì nó dường như là nó được phổ biến trong cái thời điểm hiện nay. Website thứ nhất mình muốn giới thiệu là website Bitmonkey. Các bạn có thể ghi chép lại những cái địa link này để chúng ta có thể sử dụng về sau nếu chúng ta có nhu cầu. Bitmonkey, Bit có lẽ là viết tắt từ Bitrate, còn Monkey là chắc là cái tên gọi của một cái website. Thì với cái website Bitmonkey này, nó cho phép chúng ta có thể xử lý hình ảnh trực tuyến ngay trên website của mình. Thì dĩ nhiên là nó là cái trang web nước ngoài nên phần lớn tất cả những cái chức năng trong cái website này đều tiếng Anh, thì chúng ta sẽ dịch một số cái từ mà thường với cái ngôn ngữ đồ họa thì nó rất là hay gặp. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ dùng một từ là auto adjust, nghĩa là tự động điều chỉnh một cái tấm hình nào đó. Nó sẽ tự động nó điều chỉnh theo những cái mặc định chúng ta đưa một cái tấm hình nào vào thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái công cụ crop. Công cụ crop chính là cái công cụ mà chúng ta cắt xén hình ảnh theo ý muốn. Chẳng hạn như bức hình trên, chúng ta có thể cắt xén chỉ lấy một phần bức ảnh nào đó, chỉ lấy một phần của một cái bức ảnh. Chẳng hạn chúng ta lấy cả một bức ảnh lớn thì chúng ta chỉ lấy một cái phần nhỏ này thôi, thì chúng ta dùng cái lệnh là crop. Thì khi chúng ta di chuyển thì các bạn thấy bên tay trái đây, những cái thông số sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ kéo ra. Ok, nếu các bạn muốn đồng ý với cái chúng vừa chỉnh sửa thì các bạn có thể là nhấn apply, thì nó sẽ hiện ra cái bạn vừa lấy. Tiếp theo thì bạn có thể nhấn Ctrl Z để quay lại cái bước lúc nãy. Ctrl Z nghĩa là các bạn hoàn lại cái đoạn thao tác lúc nãy chúng ta không có thực hiện cái thao tác lúc nãy. Ngoài ra chúng ta có Canvas Color, thì chúng ta có thể chọn những cái màu sắc. Màu này tùy ích, tùy ý chúng ta muốn chọn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn Rotate, là chúng ta có thể xoay những bức hình theo, chúng ta xoay như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó theo chiều kim đồng hồ, xoay theo chiều kim đồng hồ. Ngược lại chúng ta sẽ ngược chiều kim đồng hồ. Cái này là horizontal, nghĩa là lật lật theo chiều ngang bức hình. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái chữ Big Monkey phía góc này, thì mình click vào đây thì nó sẽ đảo lại tương tự. Thì chúng ta có cái đảo lại đảo đảo theo chiều dọc. Ngoài ra thì nó có cái chức năng Straight Stain. Ok, nếu các bạn đồng ý với cái chỉnh sửa thì các bạn nhấn apply, hoặc các bạn nhấn cancel. Ngoài ra thì các bạn có thể là chỉnh exposure, các bạn chỉnh sáng, tối, sáng, hoặc là highlight sáng, hoặc shadow tối đi, hoặc là độ phân, hoặc
hoặc là cái độ tương phản là contrast, giảm độ, tăng độ tương phản, giảm độ tương phản, cho tới khi nào các bạn vừa ấy. Hoặc là các bạn có thể nhấn vào auto adjust, nên là nó tự động nó điều chỉnh cho chúng ta theo những cái thông số mặc định. Ngoài ra thì chúng ta có sub, có color. Chúng ta sẽ click vào từng cái, chúng ta thử những cái hiệu ứng của nó. Chúng ta có shaping, chúng ta làm rõ bức hình hơn, tăng thì nó làm rõ bức hình hơn. Clarity, ok. Chúng ta resize thì bức hình ở trên chúng ta đang thấy nó có kích cỡ là 800 x 530, thì chúng ta có thể chỉ chọn 500 nhân cho 200 chẳng hạn, như vậy thì nó tự động nó resize cho chúng ta. Ok, như vậy là có những cái công cụ rất là cơ bản. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái những cái hiệu ứng, chẳng hạn như là chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng về màu sắc, những cái mặc định có sẵn, những cái công cụ để chúng ta có thể chỉnh sửa. Chúng ta có thể dùng cross process, chúng ta đi, chúng ta trà, các bạn có thể tự khám phá. Discard cái thao tác rồi mình không sử dụng thì mình tắt đi. Airbrush, blemish, rồi cream remover chẳng hạn vậy. Đó. Thì các bạn sẽ tự khám phá từng cái công cụ một. Thì ngay cả đây cũng có cái công cụ T, chữ T này, nó giống như bên Photoshop, thì nó cũng có công cụ nó thể thêm chữ vào. Chẳng hạn như vậy, các bạn có thể chọn phông và cách thiết những cái phông này. Hoặc là kéo ra, kéo rộng ra, kéo ra. Ok, tiếp theo là chúng ta có những cái hiệu ứng overlay. Chúng ta có thể chèn những cái yếu tố về những cái yếu tố đồ họa. Và ra chúng ta sẽ có những cái frame khung hình mẫu, cái khung hình mẫu tiếng Anh người ta dùng là frame chẳng hạn vậy, cái khung hình. Những cái frame hình, chúng ta cancel, chúng ta chọn một cái hiệu ứng khác. Các bạn có thể tự khám phá những cái hiệu ứng như vậy. Thì đây là trang web thứ nhất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, là cái trang web pigmentkey.com. Thì nó có những cái chức năng rất là cơ bản như vậy để chúng ta có thể xử lý hình ảnh. Dĩ nhiên là để mà xử lý hình ảnh đó, thì bây giờ chúng ta không muốn cái hình ảnh mặc định đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái hình ảnh của chính chúng ta và chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là các bạn có thể là rê chuột và edit này. Chúng ta chọn từ computer này chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ chọn một tấm hình để chúng ta có thể xử lý nó.
chúng ta đưa hình vào. Và sau khi chúng ta xử lý thì chúng ta sẽ lưu nó. Thì chúng ta có thể đặt tên lại cái tên file và chúng ta lưu lại vào máy tính bằng một cái tên gì đó. Các bạn có thể chọn nơi để các bạn lưu tên file vào sau khi các bạn xử lý. Như vậy là rất là đơn giản. Chúng ta không lưu. Như vậy là chúng ta sẽ có cái website đầu tiên. Thì những cái website khác cũng sẽ tương tự như vậy. Mình sẽ giới thiệu website thứ hai là website PIS-LA. Sau mà đọc tiếng Anh, còn nếu mà đọc tiếng Việt thì mình chúng ta sẽ thấy được là PIS và chữ L chữ R .com. PIS. Các bạn chú ý để ghi lại cho dễ nhớ ha. Thì cái website này nó cũng tương tự cái website mà mình vừa giới thiệu. Thì ở đây nó có một cái chức năng là PIS Editor. Thì nó có, chúng ta click vào PIS Editor. Thì trong cái PIS Editor này nó sẽ là cái công cụ mà như mình nói là nó sẽ giống như Photoshop, sẽ xử lý những cái hình cách trực tuyến. Các bạn thấy những cái công cụ này giống như công cụ Photoshop không? Tải này. Chữ này. Các bạn sẽ khám phá. Và nó cũng có chức năng layer giống như Photoshop vậy. Và cuối cùng là các bạn có thể xếp lưu nó vào một cái tên khác. Ở đây nó cho phép các bạn có thể lưu thẳng vào Facebook hoặc là Flickr, những cái tài khoản Flickr hoặc Facebook của bạn, hoặc là lưu thẳng vào máy tính của bạn. Nó rất là nó rất là tiện lợi cho việc xử lý hình ảnh, rất là hay. Một website thứ ba là một website nó giả lập như là Photoshop, là website photoshop.com. Thì ở website này nó cũng có chức năng xử lý hình ảnh nó trực tuyến, đó là chức năng Photoshop Express Editor. Thì các bạn vào photoshop.com thì các bạn sẽ thấy ngay cái công cụ này. Các bạn sẽ thấy Photoshop Express. Chúng ta sẽ vào Tool, chọn Photoshop Express Editor. Các bạn vào link này nha, photoshop.com, và Tool và Photoshop Express Editor. Chúng ta sẽ upload một cái hình này. Vấn đề những cái công cụ trực tuyến thì nó sẽ tùy thuộc vào tốc độ mà Internet để mà nhanh hay chậm. Thì khi chúng ta upload một tấm hình lên thì cái phần mềm ở trong cái trang web này nó sẽ báo là the Photoshop Express Editor currently only supports editing JPEG files. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái Photoshop, cái phần mềm soạn thảo, cái phần mềm chỉnh sửa ảnh trực tuyến Photo Express Editor này, nó hiện tại thì cái nó đang hỗ trợ cái file hình ảnh dưới dạng là JPEG. Thì để nó nói tiếp này, for the best results, choose a photo that is not like then existing megapixel and is in the JPEG GP3 or the GPE format. Nghĩa là sao? Nghĩa là để mà các bạn có thể
có những cái kết quả xử lý tốt nhất trong cái vấn đề mà các bạn xử lý hình ảnh trực tuyến với cái phần mềm Adobe Photoshop Express trực tuyến này, thì các bạn nên chọn những cái tấm hình mà nó lớn hơn 16 MB, nó lớn hơn xin lỗi các bạn, để mà nó cho kết quả tốt nhất thì các bạn nên chọn những cái tấm hình nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái dung lượng, nó nhỏ hơn 16 megabyte 16 megapixel, thì như vậy nó sẽ ra kết quả tốt hơn. Thì cái độ, vì sao người ta gọi là 16 megapixel thì như cái video trước các bạn tìm trong kênh YouTube của mình thì các bạn sẽ hiểu được là cái độ phân giải nó là cái gì, vì sao người ta gọi là megapixel. Thì ở đây nó khuyên mình là chúng ta sẽ chọn những cái tấm hình nào mà nó nên đừng có lớn hơn 16 megapixel, và những cái đuôi hình ảnh đó nó dưới dạng là JPEG, JPG hay là JPE thì nó sẽ, cái phần mềm trực tuyến này nó sẽ hỗ trợ tối đa những cái hiệu quả trong cái quá trình xử lý hình ảnh cho các bạn. Thì nếu chúng ta đồng ý, chúng ta nhấn upload, chúng ta đưa những hình ảnh này lên. Thì các cái công cụ thì nó gần như rất là giống Photoshop, dùng crop là giống như chúng ta xé ảnh như lúc nãy, crop chúng ta có thể xoay, chúng ta có thể resize, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi kích cỡ, chúng ta có thể tự động chỉnh sửa hình ảnh, chúng ta có thể đưa những tấm hình mà chúng ta chụp hình bằng cái số mà nó có hiện tượng mắt đỏ thì chúng ta dùng cái công cụ resize để chúng ta chỉnh sửa những cái loại như vậy. Hoặc là chúng ta có những cái touch up saturation, có thể là chỉnh cái vấn đề cân bằng sáng trong cái tấm hình, highlight, fill light, thì các bạn có thể tham khảo và mày mò tìm hiểu nó kỹ hơn. Phạm vi cái video này thì mình sẽ không chi tiết. Thì mục đích của cái phần mềm Photo Express này là nó cũng giống như ba cái trang web kia, thì nó cũng giúp cho các bạn chỉnh sửa hình ảnh một cách trực tuyến, và nó không phụ thuộc, không cần các bạn phải cài đặt cái phần mềm Photoshop vào máy tính của mình. Chúng ta không lưu, nó hỏi là chúng ta có muốn lưu không, chúng ta nói no. Ok, như vậy là chúng ta sẽ còn hai cái website nữa. Website tiếp theo là website photo.com, photo có r ha, photo có r .com, các bạn ghi lại để sau này có thể sử dụng. Thì với cái website này thì nó cũng giống như những cái website lúc nãy, thì nó cũng có chức năng edit, và có thể là các bạn import cái hình các bạn muốn chỉnh sửa vào thì nó sẽ cho chúng ta những cái tính năng chỉnh sửa. Ta add photo vào company này, computer này. Nhưng mà nó nói thì cái quá trình mà chúng ta đưa những hình ảnh mà chúng ta muốn xử lý từ máy tính của mình vào cái phần mềm này, nó tùy thuộc vào cái tốc độ của cái đường truyền của chúng ta đang sử dụng, nghĩa là tốc độ đường truyền internet chúng ta đang sử dụng nữa. Thì nhiều lúc chúng ta click vào chúng ta không thấy có tác dụng gì thì các bạn xem lại đường truyền như vậy. Do cái đường truyền lúc nãy nó chậm thì nó đứng, thì bây giờ mình refresh lại cái trình duyệt thì nó ok lại rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ có crop giống như lúc nãy ha, chúng ta crop, chúng ta xé ảnh, xé những cái phần ảnh chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta
xoay hình giống hệt như cái website lúc nãy chúng ta mà mình vừa trình diễn. Brightness, contrast, độ tương phản, độ sáng, rất là đơn giản ha. Thì các bạn có thể là tự tìm hiểu. Dĩ nhiên là nó chỉ mang những cái tính điều chỉnh, những cái chỉnh sửa cơ bản của một cái tấm hình. Thì nó tiện lợi ở chỗ là mình có thể mình chỉnh sửa rất là đơn giản trực tuyến mà không cần phải, nhiều khi mình cái máy tính mình nó không có sẵn Photoshop, hay là mà chúng ta muốn cài Photoshop chúng ta phải download về, hoặc là chúng ta mua đĩa về chúng ta cài vào máy thì mất thời gian. Chúng ta lên thẳng những cái sàn này để chúng ta xử lý một cách đơn giản nhất những cái hình ảnh mà chúng ta đang cần để xử lý ngay lúc đó, thì nó cũng có tương đối những đầy đủ những cái tính năng chỉnh sửa hình ảnh. Thì như vậy chúng ta tham khảo qua được website tiếp theo là website photo.com. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mà tham khảo một cái website cuối cùng là website website thứ năm, phải là website cuối cùng ha. Chúng ta tham khảo một website gọi là website Lunapic. Website Lunapic thì nó cũng y như là những cái website lúc nãy. Chúng ta cùng browse, ta upload một tấm hình từ cái máy tính của chúng ta, và dĩ nhiên nó tùy thuộc vào cái tốc độ đường truyền, nó tốc độ chúng ta nhanh thì nó sẽ upload rất là nhanh những tấm hình. Và bên trái cũng các bạn thấy là nó sẽ có những cái công cụ, cũng không có khác gì là công cụ của Photoshop. Thì dĩ nhiên nó ở mức độ tương đối, chứ nó không có smooth như Photoshop. Ok, chúng ta đã tham khảo tiếp cái lunapic.com. Các bạn nhớ ghi chép lại để sau này tiện dùng. Nhiều khi các bạn xem video thì các bạn xem xong các bạn sẽ rất là khó nhớ những cái link website này. Thì bây giờ nếu các bạn có thể là ghi chép lại để các bạn có thể sử dụng cho nó tiện, có thể ghi lại những cái địa chỉ này trong điện thoại của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu website BeFunky. BeFunky tên tương đối dễ nhớ ha. Chúng ta cũng một tính năng rất là giống. Chúng ta chọn edit photo, chúng ta làm gì, chúng ta sẽ chọn my computer. Các bạn thấy này, khi mà chúng ta vào nó sẽ hỏi ngay chúng ta là where's your photo, nghĩa là cái bức hình mà bạn muốn xử lý nó nằm ở đâu. Mình chọn my photo, chọn cái tấm hình chúng ta muốn xử lý. Và các bạn cũng thấy này, nó có chức năng là crop này, resize. Crop giống như lúc nãy mình nói, resize thay đổi kích cỡ, xoay hình làm cho hình đẹp hơn, vân vân và vân vân, màu sắc làm cho hình rõ hơn, làm cho hình mờ đi, blur, sharpen rõ hơn, rồi blur làm cho bức hình nó có hiệu ứng mờ, rồi vấn đề chọn màu sắc, rồi những cái bộ lọc màu chẳng hạn như vậy. Các bạn có thể tìm hiểu về nó một cách chi tiết hơn bằng cách vào website BeFunky để có thể chỉnh sửa. Và dĩ nhiên là sau khi quá trình làm thì các bạn lưu lại một cái file nào đó. Ok, rất là đơn giản, và hy vọng 6 cái website này sẽ là giúp ích cho các bạn thêm một cái tiện ích mà các bạn có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Các bạn có thể chia sẻ cái kiến thức này, cái 6 cái website này cho tất cả các người bạn của bạn có nhu cầu muốn chỉnh sửa hình ảnh một cách nhanh chóng, trực tuyến ngay trên những cái trình duyệt, trên những cái thiết bị di động như iPad, iPhone hay là trên máy tính của bạn chẳng hạn như vậy. Thì nó rất là dễ dàng mà không cần phải cài đặt những cái phần mềm xử lý hình ảnh chẳng hạn như Photoshop trên máy tính, mà lúc đó máy tính của mình hay những thiết bị di động mình làm sao có Photoshop ngay lúc đó được. Thì những
6 cái website mà mình vừa nói đây nó có thể giúp cho các bạn những cái điều tiện lợi như vậy. Hy vọng là hôm nay kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong cái công việc của mình. Hy vọng các bạn thích, và những cái hy vọng những cái video sau sẽ có nhiều cái hay hơn để các bạn sẽ ghé tiếp tục vào cái kênh YouTube của mình để mà tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.